treatment. Julie Trần xin được trở lại với phần trình bày của hai vị bác sĩ Kevin Khải Tiêu và Nguyễn Hữu Vượng. Cái phần cuối, thưa quý vị, khi mà nói chuyện với hai vị bác sĩ này á, Julie không có bao giờ mà được ngồi nghiêm trang được. Rồi cái phần cuối cùng của mình, chích ngừa như thế nào và chích ngừa thế nào là đúng, và với người vai trò là bệnh nhân thì là họ có những cái cách nào để mà họ có thể tìm hiểu là mình đã được chích ngừa hay chưa, ngoài cái sự thử máu đấy. Rồi khi mà đi bác sĩ như vậy đó, nếu mà mình có quyền hay là mình có cái right á, để mình yêu cầu bác sĩ thử cái làm cái thử máu coi là mình có kháng thể chích measles được không? Yes. Bệnh nhân thì sao đá banh lại? Truyền văn hay thật. Bệnh nhân thì có quyền, và bổn phận của bác sĩ đó là phải phân biệt ra cái nói chung là cái nào đáng hay cái nào nên hay là không vậy thôi. Bên Hoa Kỳ là communication. Hiện tại bây giờ nếu bệnh nhân nào mà lọt vô cái nhóm đặc biệt, hay là có contact hay là có gì đó, thì cái bệnh nhân đó nên đi đi khám bệnh thêm, mình thử máu, mình tìm hiểu thêm coi mình có cái có bệnh này hay là có cái kháng thể này hay là không. Bệnh nhân có quyền hỏi. Cái này theo quan nhớ nó nhắc đó là nếu mà bệnh nhân nào mình nghi ngờ mình có bệnh cái miso đó, nhớ là rất là very contagious. Phải tự nhiên chạy vô emergency room. Okay, that's a no-no. Không là không thể đâu. Also đừng đến phòng mạch tại vì có thể sợ lây cho người khác, especially pediatric, mấy đứa trẻ em hay là mấy người nó có bầu. Make sure mình liên lạc cái phòng mạch đó hay là cái bệnh viện trước để người ta chuẩn bị cái phòng riêng, isolation room cho mình để cho khám phá ra rõ ràng coi rõ ràng cái gì. Không thôi là mình có thể mình lây qua cho mấy người khác. Cái đó cái lời khuyên. Còn cái chích ngừa đó bác sĩ Vượng, you were mentioned là cái thuốc mà mình draw rồi mình lấy ra cái tim ra rồi đó là mình không được để lâu. Cái bây giờ mình nói người nào cần chích ngừa, đấy. Những người mà thường một sinh ra trước 1957. Hồi nãy bác sĩ chú lên. Ok, mình chỉ nói vậy thôi. Còn người nào nhột thì cứ việc nhột, phải không? Mình nhìn những người nào sinh trước năm 1957 thì những cái người đó không có cần phải thường không cần phải trước nữa. Năm 1957. Trước năm 1957. Như vậy thì tôi mắc chứng bệnh đó rồi. Không. Những người trước 1957 thì những người đó không cần chích ngừa. Lý do tại vì đó, cái bệnh sởi đó trước năm 1957 đó thì cái bệnh sởi nó hoành hành trên cả thế giới. Cái xác suất lây lan nó quá cao, như hồi nãy nói là 90% những người mà bị tiếp xúc với những người bị bệnh sởi sẽ bị lây cái bệnh này. Và cứ một người bệnh rồi người lây cho người khác, người khác lây cho người khác nữa, thành ra cái dân số mà những người trên thế giới mà bị lây bệnh sởi gần như là 100% trước năm 1957. Sau năm 1957 thì nhờ chúng ta ăn ở sạch sẽ qua, thành ra chúng ta không bị lây dễ dàng, mà nhờ thuốc chích nữa, thành ra cái số người bị bệnh sởi nó ít đi. Thì những người mà sau năm 1957 mà có chừng nguy cơ có tôi đó, tốt đấy hai ông này chắc chắn, còn chị Julie thì chưa biết, remain to be seen, mình không dám nói. Nhưng mà những cái người này đó, nếu mà chúng ta nghiêng ở sau 1957 thì chúng ta, nếu mà chúng ta nghi ngờ chúng ta bị bệnh sởi thì chúng ta nên đi thử máu, hoặc là nếu mà chúng ta thử máu thấy đủ chất kháng thể thì chúng ta không cần phải chích. Nếu mà chúng ta không muốn thử máu mà chúng ta chích đại cho nó xong thì chúng ta cứ chích 2 mũi. Nếu mà trong trường hợp và những cái người nào làm trong ngành healthcare giống như hai nam chúng tôi làm trong ngành healthcare, chị Julie cũng có thể phải nên chích, tại vì nếu mà tiếp xúc với những người bệnh nhiều thì cũng nên chích. Những cái người mà đi ra những cái vùng mà đang có những cái cơn bệnh sởi hoành hành, thí dụ như mình muốn đi về New York
hoặc là mình đi về những cái vùng mà đang có bệnh sởi mà mình nghe trước khi mình đi, mình lên trên internet mình nói là ở cái vùng đó hiện nay đang có bệnh sởi, chẳng hạn như ở Việt Nam hoặc là ở Philippines hoặc là ở như là Đức, Ý, Đức hay là bên Âu Châu gì cũng vậy. Nếu mà chúng ta làm internet nói là vùng này hiện nay đang có bệnh gì, nếu mà có bệnh sởi thì chúng ta nên chích. Thì cái đó nó bảo vệ chúng ta, ngay cả chích một mũi nó cũng hơn là không chích. Tại vì người ta theo từng người ta làm cái nghiên cứu, người ta biết là một mũi chích bệnh, một mũi chích nó có thể nó bảo vệ mình tới 94%. Nhưng mà nếu mà chích mũi thứ nhì thì gần như là 100%, 98%. Cách nhau ít nhất là 28 ngày. Nhưng mà ngay cả trước khi mình đi mình chích một mũi cũng còn hơn là không chích. Thì đó là cái mình chích. Còn những người nào không nên chích, những người không nên chích, như chúng ta nói là những người nào mà sức đề kháng yếu, trẻ em dưới 6 tháng, bà bầu không nên chích. Đó là và nếu mà chúng ta, bây giờ nó trong trường hợp, nếu mà chúng ta lỡ chẳng may tiếp xúc với người bệnh sởi mình không biết, 2 ngày hôm sau người ta mới bị ra triệu chứng bệnh sởi, bây giờ mình phải làm cái gì? Chúng ta có thuốc chữa bệnh sởi không? Xưa không, không có thuốc gì chữa bệnh sởi hết. Bệnh sởi là chữa bằng cách giống như tất cả loại siêu vi khuẩn khác, là chúng ta chữa supportive care, có nghĩa là chúng ta có triệu chứng gì thì chúng chữa thôi. Bị sốt chữa sốt, chúng ta bị hắt xì chảy nước mũi thì chữa hắt xì chảy nước mũi. Rồi nếu mà chúng ta bị những cái complication, tức là bị gây ra sưng phổi, thì lúc đó người ta nghi ngờ là bị gây sưng phổi thì chữa bệnh sưng phổi. Có thể phải dùng thuốc trụ sinh để mà chữa những cái triệu chứng sưng phổi. Nhưng mà nếu mà chúng ta mới bị chớm bị bệnh, mới tiếp xúc với người đó mà chúng ta chưa có triệu chứng, chúng ta có thể làm những cái phương pháp để bảo vệ mình. 72 tiếng đồng hồ, trong vòng 72 tiếng đồng hồ mà chúng ta tiếp xúc với người bị bệnh, chúng ta biết người ta bị bệnh, chúng ta có thể chích ngừa liền. Chích ngừa một mũi nó sẽ làm giảm nguy cơ phát bệnh trong vòng 72 tiếng đầu. Mà lỡ mà đi lố cái 72 tiếng thì chúng ta làm gì? Thì chúng ta xài cái IVIG như bác sĩ Khải nói, tức là dùng cái immunoglobulin truyền vào trong người. Tại vì trong đó nó có những cái kháng thể sẵn. Những cái kháng thể đó nó giúp chúng ta, giúp cơ thể lúc mà chưa có bảo vệ được, chưa tạo kháng thể, nó bảo vệ chúng ta từ cái siêu vi khuẩn bệnh sởi. Thành ra đó là hai cái phương pháp hữu hiệu nhất để mà giúp cho những người nào chưa chích ngừa kịp, hoặc là những người nào chẳng hạn như là suy yếu sức khỏe mà không có khả năng chích ngừa, giống như em bé dưới 6 tháng. Nếu mà tiếp xúc với người bệnh sởi thì làm sao? Truyền cho em bé hoặc là chích cho em bé cái mũi trước. Mà cái dưới 6 tháng thì không nên truyền, không nên chích mà nên truyền. Tại vì khả năng tạo kháng thể còn yếu quá. Nên truyền cái IVIG là tốt nhất. Thì cũng đúng là cho bệnh nhân có bầu là cũng, nếu mà sớm càng tốt, sau 72 tiếng, không phải lần cứ đợi sau 72 tiếng để chích cái immunoglobulin đó. Vâng, xin cảm ơn hai vị bác sĩ. Và vẫn là cái sự nhắc nhở quý vị, nếu chúng ta biết là chúng ta bị bệnh sởi, nên ở nhà, đừng có đi vào phòng emergency, vào phòng cấp cứu. Có thể là quý vị sẽ lây bệnh cho những người khác, nhất là những con em nhỏ. Trước khi vô nên gọi thôi. Trước khi vô thì nên gọi để họ chuẩn bị sẵn cho chúng ta một cái phòng riêng biệt, để mà họ có thể họ giúp cho chúng ta. Tuy nhiên làm như vậy cũng rất là nguy, nếu mà không thì có thể lây bệnh cho những người bệnh nhân khác. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và xin kính chúc quý vị cùng gia đình một tuần lễ an lành và hạnh phúc, và nhất là luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.